Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Chợ Ô Tô Số 1 Hùng Mỹ Linh. Bác là hôm trước hỏi về cái dòng Hyundai Grand i10 màu trắng thì đây bên mình mới về em 2016 đấy các bác này. Màu cháo xịn các bạn nhé. Và em nói là bản đủ thì có mâm đúc theo xe, có rất nhiều những cái tính năng nó khác hoàn toàn so với cái bản tiêu chuẩn các bạn này. Và một chiếc xe còn đẹp về chất lượng cũng như cái giá nó có hợp lý không thì các bạn cũng cùng mình đi hết video này. Và cũng không cần phải giới thiệu nhiều thì các bạn biết đây là một cái mẫu xe hatchback nhập nguyên chiếc. Một cái mẫu xe có một cái khoang hành khách rộng nhất cùng phân khúc. Một cái form dáng nhìn nó rất đẹp các bạn này. Đấy, toàn bộ đèn trước đèn sau cũng như các cái đường giáp ranh giữa cốp sau đây nó liền lạc các bạn nhé. Đó là đèn zin. Đấy, các bạn quan sát cái phần sườn xe bên phụ này. Màu trắng xịn, sơn si còn rất đẹp. Các cái đường giáp ranh giữa các cánh nó liền lạc. Một chiếc xe mình sẽ cam kết bằng văn bản cho các bạn. Hai cái vấn đề quan trọng chính của một chiếc xe đã qua sử dụng đó là thủy kích và tai nạn. Riêng em này không có cái hai cái điều đó các bạn nhé. Không tai nạn, không thủy kích. Đấy, các bạn quan sát này. Đăng kiểm dài đến tại tháng 12 năm 2025 đây các bác này. Đấy, các bạn để ý này. Một chiếc xe các bạn mua về sẵn dùng được, không phải làm gì cả. Lốp láp đẹp. Đấy, một bộ mâm đây các bác nhìn này. Nó còn chưa có một giọt sơn hạ nào các bạn nhé. Khi quay video về những chiếc xe đã qua sử dụng thì mình luôn có một cái tiêu chí là lấy hình ảnh để thay cho lời nói các bạn ạ. Quay thật kỹ, nói thật chuẩn để các bạn có thể xem xong video chốt được luôn. Toàn bộ đèn trước, đèn sau, đèn zin nguyên bản theo xe. Và một chiếc xe đẹp xấu thì đây. Cái hình ảnh bên ngoài đã nói lên tất cả các bác này. Với một cái khuôn tiền giá nó chưa đến 1 đồng 9 thì đây nó là một cái mẫu xe các bạn lên cân nhắc các bạn nhé. Giá bây giờ rất rẻ rồi. Hôm nay nó là tầm gần cuối tháng 7 rồi. Đấy, anh em quan tâm cứ alo trực tiếp cho mình. Đấy, mầm này nó còn nguyên cái vết chấm sơn và đường đinh ba bô lê đấy các bác này. Đấy, cái màu xịn gầm sáng choang. Bên mình đặc biệt là không dùng hóa chất tẩy rửa. Và các bạn quan sát cái phần nội thất của em nó này. Chiếc xe này mình mua được của một bạn trẻ. Bạn ấy thích màu mè. Bạn đã ốp toàn bộ cái này này các bạn này. Và cái bản 2016 ấy, cái màu nội thất nó không phải màu này đâu các bạn nhé. Nói chung là cái màu mè nó là phần thẩm mỹ của từng bác tài. Nhất là các bạn trẻ thì hay tô vẽ. Thì các bạn yên tâm, chiếc xe này mình cam kết cho các bạn xe không đâm va, không tai nạn. Đấy, máy không bị thủy kích. Đấy, nội thất này, bua lăng này, phanh tay củ số bua lăng, táp lô đồ nhựa xe đã có màn hình Android cam giám sát hành trình, không thiếu gì, các bạn mua về sẵn đi thôi. Bên mình đã check test tất cả các hạng mục cần thiết rồi. 2016 màu trắng xịn với một khuôn tiền giá chưa đến 1 đồng 9, cực kỳ hấp dẫn các bạn nhé. Đấy, cái cua lốp này. Đấy, nói có sách mách có chứng, không cần phải quảng cáo nhiều. Bản này là bản máy 1.0 các bạn nhé. Đăng ký 5 chỗ, xe nhập ấn. Và đây các bạn quan sát cái phần nội thất của em nó này. Đấy, các bạn quan sát cái lòng trong cánh cửa đây, nó là màu xịn, không khoan đục các bác nhé. Cái nội thất của dòng nhập ấn này nhìn nó tươi các bạn ạ. Và đây các bạn quan sát cột sau máng nước này. Nó chỉ có đôi ba chỗ gọi là nó một phai mờ theo thời gian, khi đọng nước vào nó ố vàng thôi, chứ còn em nó nào zin hết đây các bác này, đinh đố nó còn nguyên. Đấy. Bác nào quan tâm đến cái mẫu xe có một cái màu đẹp, một cái mẫu xe được đông đảo các bạn trẻ đón nhận thì là alo trực tiếp cho mình theo số hotline mình để phần giới thiệu. Và đây cua lốp bên phụ cũng như bên lái cũng như bên phụ đây các bạn này, sáng choang. Đấy, gầm này. Vừa nãy mình quay bên lái rồi, về các bạn quan sát bên phụ đây. Nó chỉ chầy chọt theo thời gian rồi đi trên đường, nhiều khi nó vấp vào viên đá viên điếc thôi, chứ còn cam kết các bạn xe không lỗi, không khoan đục. Đấy, các bạn để ý này. Một chiếc xe còn rất đẹp. Và địa chỉ cam bên mình là mặt đường quốc lộ 2, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhé. Cách sân bay Nội Bài 10 cây số, cách nhà máy sản xuất Toyota Honda Việt Nam 2 cây số. Sát chân đèn xanh đèn đỏ ngã ba đầu đường 100 hướng đi thành phố Vĩnh Yên. Ngã ba này nó gọi là ngã ba kéo các bạn, ngã ba đèn xanh đèn đỏ đầu đường 100 mặt quốc lộ 2 hướng đi thành phố Vĩnh Yên.
Đấy, các bạn quan sát nội thất của em nó thêm một lần nữa này. Đấy, ghế đẹp, tăng kiểm dài, ốc nhái bản lề chưa chạm cà lê tháo lắp gì. Và để kết thúc phần thân vỏ, để mời các bạn đi đến phần cuối cùng để chúng ta kiểm tra cái phần trái tim của em nó, xem em nó có đạt cái tiêu chí như các bạn mong chờ hay không. Mình quay là quay bao giờ vậy, mình quay rất kỹ các bạn nhé, để các bạn có thể xem xong chốt được luôn. Và bên mình có dịch vụ ship xe toàn quốc theo yêu cầu của quý khán giả, của quý khách. Và cái bản đủ đấy các bạn này, bây giờ mình giới thiệu thêm này, cái bản đủ nó có đài đổ tự động này các bạn này. Đấy, cái bô lăng, cái củ số nhìn nó khác này. Bô lăng là bô lăng tích hợp và có cảm biến lùi theo xe, có túi khí, có rất nhiều những cái tính năng mà các bạn mua những bản tiêu chuẩn nó không có. Em này thì máy gầm đại chất các bạn nhé. Các bạn mua chiếc xe này không phải làm bất cứ cái gì cả, bên mình đã bảo dưỡng kiểm tra hết rồi, theo cấp độ của nhà sản xuất rồi, các bạn mua về sẵn đi thôi. Cái bản đủ nó vô năng khâu. Và cái áo số là vẫn áo số zin đấy các bác này. Và để không mất nhiều thời gian của quý anh chị và các bạn, thì mời các bạn đến phần cuối cùng để chúng ta kiểm tra phần máy, để xem em nó cái phần trái tim có đạt như các bạn mong chờ hay không. Bác nào thiện chí mà cần những cái hình ảnh để cận cảnh cũng như là chất lượng của xe, xem những cái hình ảnh chi tiết hơn, thì các bạn cứ alo, mình sẽ gửi full cho các bạn. Lắp cabo đây các bạn này, khoang động cơ đây các bác này. Đấy, các bạn quan sát thật kỹ này, chưa một giọt sơn nạ nào các bạn nhé. Và đèn nó là đèn zin đấy các bạn này. Đấy, mình quay bằng một cái dây tai nghe để các bạn cảm nhận được tiếng kêu của máy nhá các bạn nhá. Đấy, các bạn đấy này, ốc quản đề cũng như ụ giảm sóc bên lái. Và đây, ụ giảm sóc bên phụ đây. Đấy, máy đang nổ đây các bạn này. Và để kết thúc video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bạn nào quan tâm cứ alo trực tiếp cho mình. Và cửa hàng mình còn rất nhiều những mẫu xe nữa đang chào đón các bạn đây. Kia Morning bản Sport 2011, mâm đúc theo xe, điều hòa tự động. Bạn này nó là hàng nhập bao cục các bạn nhé. Giá của em nó thì trên dưới 1,2 thôi là các bạn đã có ngay một cái mẫu xe có một cái form dáng y chang như xe nhập. Còn bác nào yêu thích i10 đời đầu. Đấy, i10 đời đầu đấy các bạn này, 2011 đây, 2013 đây các bác này. Cái bản này nó là bản 4 máy các bạn nhé, không phải là bản 3 máy. Máy zin không taxi dịch vụ với một khuôn tiền giá nó rất hợp lý, trên dưới 1,3 là các bạn đã có ngay một mẫu xe gia đình. Còn đây là em Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc 2009, tư nhân một chủ từ đầu. Máy zin hàng cực hiếm các bạn nhá, màu đỏ phong thủy. Xe chạy có nhô chục vạn thôi, zin, máy zin hết. Tư nhân một chủ, xe đẹp xuất sắc đang chào đón các bạn. Đúng khuôn tiền giá nhô 1,8 các bạn nhá. Đấy. Chỉ cần nhìn cái lá mâm của em nó đây các bạn này. Đấy, chưa một vết chảy xước. Đấy, cua lốp này. Bản này nó bản đặc biệt hay túi khí. Còn bác nào yêu thích cái mẫu xe của Nhật, lồi đồng cối đá đây, Toyota Vios G 2016, máy trắng tư nhân một chủ từ đầu, chiếc này mình cũng đã có video rồi. Còn bác nào thích chơi hàng siêu tầm của Hyundai Gate đây, Hắc công tử màu đen 2010, lăn bánh lần đầu năm 2011, tư nhân một chủ từ mới các bạn nhá, full lịch sử bảo dưỡng hãng. Đấy, cái cua lốp của em nó như mới các bạn này. Em này mình đã có video trên kênh rồi, các bác cứ vào kênh xem. Đấy, hàng siêu tầm đấy các bạn này, mở ra tham phức thơm phức. 2010 à, đăng ký lần đầu năm 2011, màu đen, được mệnh danh là Hắc công tử đấy các bác này. Đấy, giá không hề rẻ các bạn nhé. Các bác quan tâm thì cứ vào kênh của mình xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.